Dạ. Con lát nữa con đi ra ngoài bà ba lấy chén, cái đũa. Ủa lấy cái gỗ nữa đi. Thì hừng sáng đem lại trả sớm nha, nó cũng được cái đó trả cô sớm mà nhiều lần như vậy á. Là nhà đứng thục ló không dám kêu, thấy cô ngủ dám kêu là cô biết hết rồi. Thấy tội nghiệp nó lắm. Mà nay được mấy con giúp đỡ thì cô mừng. Đó là nãy mình bắt nước sôi lên do để vô. Còn gạo này không biết, không biết gì. Dẻo không? Đổ nước dừa được rồi, dừa lắm. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ vẫn đang có mặt tại xã Bình Phú thuộc huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh. Và cô bác quý anh chị thấy là ngôi nhà cũng đã sắp hoàn thành rồi. Và ở bên trong này thì các anh thợ đang mỗi người một việc nè. Anh Hải thì làm la phong nè, rồi đi điện nè. Rồi bên anh Hợp thì gấp rút làm cái nhà vệ sinh đó cô bác quý anh chị. Còn anh Vũ thợ sắt thì làm cái phần phòng cũng như là khoét những cái cửa sổ cho cái ngôi nhà này. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng lại đây với Bùi Hồ ha. Chào anh Hồng. Chào Bùi Hồ. Dạ. Nay là tô hết luôn anh ha. Sáng giờ là tô được dắt ngoài với ở trong rồi. Rồi tô này đặng chiều có gạch dán. Dạ. Chiều nay là dán gạch luôn ha. Chiều có gạch là dán. Còn không có thì mơ. Gạch chưa trở vô hả? Chưa trở vô. Dạ. Coi như cô bác quý anh chị cũng có góp ý thì Bùi Hồ cũng có nói với anh Vũ á, sẽ chủ cái khu vực này nè, cái chỗ làm cái chỗ rửa chén á, thì sẽ làm một cái song sắt luôn để bảo vệ cái tại vì mở cửa ở bên đây nè, đi ra đây thì nó tiện hơn và lấy ánh sáng. Anh Vũ thằng sao anh đi ngang khiên con. Anh đi ngoài. Dạ. Làm cái song sắt luôn nha anh Vũ. Anh Hùng mình tô sáng nay cũng lật cái chút vậy mà lâu anh Hùng ha. Nhưng mà cát này anh Hùng nói là tô êm lắm, sau này nó khô hồ rồi nó sẽ độ dính nó cao anh Hùng. Cát này tô cứng từ lắm. Nên lấy chân gạt. Dạ. Có người phong tặng cho anh Hùng là cây bay vàng kìa. Đó anh Hùng làm hồ nó không có gớt. Nhưng mà cái này tô là nó hơi khó tô đúng không anh Hùng? Cát này á? Không, cát này tô cũng dễ. Dạ. Cát như cát diễn thì tô thì nó kéo nó gớt. Còn thằng cát to này tô nó im. Dạ. Nó xếp. Thông tin với cô bác anh chị á là có nhiều cô bác anh chị nói tại sao để cái lam nó thấp vậy, chứ ở ngoài là nó không nhìn vô không có bao giờ thấy được hết trơn á. Gần 2 mét tại ở trong này cái nền nó đôn cao lên á, nên là nữ là nó mình thấy ở đây là nó 1m7 rồi, ở trong này nhìn ra 7, còn ở dưới cái nền nó dưới anh không. Dạ. Nên là nữ cô bác anh chị xem qua màn hình á thì đôi khi á thì nó sẽ không được chuẩn xác so với ở ngoài, tại vì màn hình so với ngoài thì nó đang thấy nè. Mong cầu trở lại luôn chứ anh Hùng. Cầu chắc gặp nó giao rồi lại giao luôn. Dạ. Rồi anh Hùng làm ha. Rồi. Ở đây nè. Sau này thì nói anh Vũ làm cái phần hàng sắt ở đây và mở cửa đây đi ra thôi. Chỗ này thì lấy được ánh sáng luôn và rửa gáy ở đây nó tiện, nếu như mình xây lên nó sẽ bị bít bùng làm tối cái ngôi nhà. Đây anh Hải đang đóng la phong, màu la phong đẹp quá anh Hải, dễ thương. Mới có một cái đoạn này thôi mà nhìn thấy nó dễ thương rồi đó. Khoét một cái cửa sổ đằng trước rồi nè cô bác anh chị. Cửa sổ này là cửa sổ kính, thành nữ là khi mưa kéo lại thì nó cũng không có bị tối cái ngôi nhà. Buổi sáng này xong không anh Hải? Xong anh. Dạ. Ở đằng trước này, cái máy đằng trước này dừng ra đừng cho nó chạy lên đó luôn. Nước mưa giặt lên đó rồi nó dừng ở trên đó xuống cô bác anh chị.
cái ngôi nhà này rất là rộng luôn. Thấy lúc cuốn đền đó thì nó nhỏ, nhưng mà sau khi mà lên ngôi nhà rồi mình thấy nó cực kỳ rộng. À, đây là một cái lối đi vào. Cái phần cửa ở đây là cửa nhôm luôn. Và tất cả các cửa sổ và cửa phòng đều đa số là cửa nhôm hết à. Cái lưng chi tiết nó lớn thì làm nó mau ha anh Vũ. Nhỏ hay lâu? Mấy anh Hải làm là phòng mau nè. Mới đây anh Vũ chưa xong thì anh Hải xong cái phần phía sau này. Được, cái bếp để ở chỗ nào? Cái bếp để bên đây anh. Bếp để chỗ này nè. Bếp để bên đó nha. Anh thấy là phòng này sáng quá em. Dạ. Đẹp ha. Đúng rồi. Dễ thương. Ha. Lựa cái màu này nhìn đẹp chứ. Thảo. Lên cái căn nhà sáng được luôn. Sớm này thì anh hợp cái cái điện xong cái gì nè. Còn có hai cái ổ điện. Ba cái ổ điện anh, ba cái túp lô. Đúng rồi. Ở đằng phòng khách, ở chỗ nấu ăn với lại chỗ phòng ngủ. Rồi ra đây quay cái cảnh này cho cô bác anh chị xem nè. Rồi hôm nay thì sáng Bùi Hồ đi chợ. Đi chợ thì được anh Vũ với chị thì hỗ trợ 500 ngàn mua thịt. Rồi thêm anh Hải nữa là 1 triệu sáng nay đi chợ hết trơn luôn. Đây có hàng xóm lại phụ, chào cô ba. Con. Dạ. Đây hộp dịch ở đây là luộc 30 trứng đi nè. Đây. Thịt kho đây. Thịt kho, trời ơi. Như Tết hả cô ba? Như Tết. Cho con đeo cái mic đấy. Cô ba thấy vui không? Vui, mấy con lại thì vui. Dạ. Chứ ngốc đây nó khổ quá mà được mấy con ủng hộ với cộng đồng mạng rồi giúp đỡ thì cô ở gần. Cô không có bà con gì hết nhưng cô mừng dữ lắm. Dạ. Tròn xóm mà. Cô ba thấy giúp cho cô Út ở đây là hợp lý không? Hợp lý, đúng rồi, đúng chỗ đúng nơi luôn. Đúng chỗ đúng nơi luôn. Cô ba có kể con là những lần mà mượn gạo cô ba ngồi đi xuống đi cô ba. Để thôi mượn cho. Mượn gạo rồi sao? Không, cô ba. Tao không có ngồi chùm hổm được. Dạ. Cái nồi bên đây là nồi cơm hả? Nồi cơm chị. Tao dở ra con coi với. Liên. Trời ơi, bao nhiêu lon? 15 lon. 15 lon nó nở quá rồi, nồi này chị được. Nổi không? Vừa, con này nó nấu thường mà. Nổi không chị? Để nấu ít thôi đủ hả? 15 lon. Ý em nói là mình nấu được. Một nồi hay là hai nồi? Nấu một nồi này đi rồi. Chừng bao nhiêu người thì đếm ra người lon. Con sợ anh gạo nó nở nhiều quá. Đếm ra người lon. Cái nồi này là mượn. Mượn không chứ đâu có. Nhà này còn thiếu chén đũa thôi à. Hồi nữa thằng là cô lấy. Nhà cô có không? Có. Cho con mượn chén đũa, dĩa đồ. Hồi nữa đang có lấy chén đũa, dĩa đồ. Dạ. Cô ba thấy cắt cho nhà cô Út, cô ba vui không? Vui. Cô không có bà con dòng họ gì, cô trần xóm. Nhưng mà cô thấy mẹ con nó khổ quá trời. Từ bà cháu nó khổ. Từ đó giờ cô ở gần, cô biết có nhiều lúc thì bán số tới tối khóc mờ. Trang không có tiền chung ta cũng cho mượn cũng nhiều lần. Cho nó mượn thối gì nó. Còn dĩ số không kịp rồi nó khóc, cô cho mượn cũng giúp đỡ nhiều lần rồi, gạo thóc, quần áo, rồi cô đi xin chỗ khác. Đem về lần cả bao cho nè, mấy đứa nhỏ. Thì đây là mấy con giúp là đúng chỗ. Dạ. Cô qua đây nói là bé Tiền với bé Tiết là thường qua bên nhà cô chơi lắm. Và nghe nói là cô nói là mấy bạn này ngoan lắm. Qua cô nói ngay, cô ngoại có mấy đứa cháu ha, nếu mà có gì ăn thì cô cũng nhín nhút cho mấy đứa này ăn, như bánh mì hay hoặc mì gói hay hoặc là cái gì đó. Cô ba cũng nhín nhút chia sẻ mấy đứa này tại vì nó khổ. Kho đừng có đậy nắp. Nồi cơm. Nồi cơm. Nồi cơm bên kia. Nồi bên kia. Bên đây nồi cơm. Quá bảnh giờ quá bảnh. Này lâu lâu cái mình thấy cái bếp lửa như thế này cái mình cảm thấy nó vui vui sao á. Nấu củi mẹ con nó đâu có tiền đâu mà nấu ga nấu gì đâu, nấu củi rồi vậy chứ đâu có tiền ga mà gì.
Trời, cô thấy cô cũng mừng tròn xóm mà gần mình không có giúp được gì, nhưng mà cô ngoại thì cô cũng phải cô khá gì, gia đình cô thì cũng gia đình mẹ Việt Nam anh hùng. Rồi cô cũng lớn tuổi rồi, năm nay cô gần 80 rồi mà thấy nó khổ vậy cô cũng chịu không nổi. Dạ. Cô cũng ở gần cô cũng chịu không nổi mà giờ vậy cô rất mừng, rất vui, mấy nay cô mừng lắm. Dạ hả? Thấy vậy mừng, mình sống có tình với nhau chồng xóm đó con. Dạ. Biết hồi nào giờ thấy vậy cô cũng mừng lắm. Dạ. Thấy cộng đồng mạng nổi lên cũng giúp đỡ. Cô ở gần mà đây mỗi ngày gặp bà cháu nó mỗi ngày mà khi mà con quay đưa lên cô cũng khóc nữa. Khóc luôn hả? Khóc nữa. Sao khóc? thấy nó kể lại đi mà bà cháu nó đi bọc đi đồ vậy đó rồi cô thấy cô cũng cảm động rớt nước mắt nữa. Rồi cô tối ngày cô nằm nhà cô hay coi á. Năm ngày cũng coi, sáng cô cũng nói con cô coi rồi tới đâu mỗi ngày cô mỗi coi. Dạ. Ngày nào cũng coi tới đâu mà nhà xác bên đây. Hồi sáng này á cô ba nói là khi nào mà có bàn giao ngôi nhà có ăn mừng á thì cô ba với cô bên đây là nấu, cô ba cho thêm 1 kg thịt heo. Đấy, rồi thậm chí là cái quán cà phê đằng trước nữa là nó cho thêm 1 kg thịt heo nữa. Là 2 kg. Nói tình làm tình làng nghĩa xóm ở đây nó thấm thiết ghê. Tiếc bữa nay ăn có thịt heo vui không? Vui thì sao nói chú nghe ơi. Hả? Sắp được ăn thịt cột trứng. Sắp được ăn thịt cột trứng. Mừng quá. Ngay ở đây thì mẹ bà ngoại nuôi bán vé số. Rồi hàng ngày mấy đứa cháu chạy ra nhà cô đó. Rồi nó ngay ngoài cô, cháu cô ăn cái gì thì chia cho mấy đứa này cái nấy. Ví dụ ngoại ăn mì hay là có gì ăn cũng cho, bánh mì gì cũng cho. Cái gì cũng cho. Tội nghiệp. Dạ. À, ngày nào vậy nếu ra cô ăn bánh mì cô túm cả chục ổ về cho ăn cho đủ. Thì có ngày thì mới có mấy bữa nay thì hôm tháng 7 này ta có cho gạo rồi đỡ vô trước. Trời ơi, cô ba phải đưa gạo cho cô, cái rồi cô phải đưa lần cả chục ký cho nó. Mới có hôm tháng 7 này nó đỡ đó con, chứ cô chia sớt với nó gì lắm, tội nghiệp. À, miệng bán với số mà còn chạy là cô khóc, cái cô biết rồi. Cô mới nói thôi giờ thiếu nhiều, nói 300. Mà tối rồi cô móc 300 bù người ta. Cái hừng sáng đem lại trả sớm nha, nó cũng được. Cái đó trả cô sớm mà nhiều lần như vậy á. Là nhà đứng thục ló không dám kêu, thấy cô ngủ dám kêu là cô biết hết rồi. Thấy tội nghiệp nữa lắm. Mà nay được mấy con giúp đỡ thì cô mừng. Tuy mặc dầu không ruột rà chứ mình sống tình làng nghĩa xóm đó con mừng. Mình cũng đoàn kết với nhau. Dạ. Giúp đỡ nhau, coi như là em út nó khổ sở vậy thì mình ở gần cô cũng chia sẻ, thì cô cũng không hại khá giả gì cô, thì gia đình cũng mẹ Vĩnh Nam Hùng thì đảng nhà nước lo các nhà cho cô trang, nhà tình nghĩa rồi cũng cắt cho cô, rồi cái gì cũng lo cho cô trang, rồi cô cũng chia sẻ lại đây với em cháu. À, thật ra ngày hôm nay mà anh em của tụi con mà nghe cô ba nói như vậy á thì tụi con và Quý Mạnh Thường Quân cũng cảm thấy vui lòng. Vì mình đã giúp được một người cần giúp và đúng thời điểm như thế này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hôm nay tụi con lại được vui nữa khi mà nhà cô Út ở đây không có ở nhà, cô ba với lại cô kế bên thì hột chụm lửa đốt củi để mà nấu bữa cơm cho các anh thợ. Cái không khí này lại làm thêm cho cô bác với anh chị là sống ở nước ngoài á. Ông bà cô bác quý anh chị sống ở nước ngoài càng thêm nhớ cái quê hương Việt Nam da diết hơn vào những năm 90. Biết đâu là đây là cái hình ảnh mà ở thời đại 4.0 như thế này á, mọi người khó thấy được lắm. Cái không khí như thế này thì lại gọn gàng hơn, là cái không nó nhớ lại cái không khí miền Tây ngày xưa. Mỗi lần các nhà là các anh thợ phải xúm xích lại với nhau, còn các bà các cô á các chị á thì hụt nấu cơm. Đó. Đây là một trong những cái khung cảnh miền Tây mà các anh em ghi lại được. Biết đâu rằng 1-2 năm nữa thì những hình ảnh như thế này nó sẽ không còn nữa. Và nó chỉ còn ở thời điểm hiện tại khi mà các anh em mình ghi hình như thế này nè. Vui lắm, anh Một Đồng thấy sao? Anh thấy cái cảm nhận rất là vui. Và cho cô Út ở đây thì cũng đúng nghĩa. Bởi vì cô ba thì nhà ở phía ngoài. Và cô cũng đã biết được cái cuộc sống của cô Út ở nơi đây khó khăn, khổ như thế nào. Cho nên cô ba thì lớn tuổi rồi, cũng không có ngại đường xá mà lội bộ từ ngoài trước đến đây để hỗ trợ cô Út.
cũng như là không giúp được gì, nhưng mà cô cũng coi bếp lúc này nọ nữa nè, rồi có một người chị kế bên nữa cũng giúp gái, đỡ cho hoàn cảnh gái của cô. Dạ. Gái cô hả? À, gái của ba. Vậy là chị này, cô này là gái cô hả? À, gái điện kêu bằng chị đi. Chị Liên. Liên đó, chị đúng. Liên hả? À. Trời ơi, lát nữa ở dùng cơm luôn. Anh cái không khí này thấy vui với anh Đồng. Tự nhiên sống ở một cái thời đại 4.0 như thế này, mọi thứ nó đều diễn ra rất là nhanh. Và từ cái việc mà nấu cơm điện cho đến là bếp ga, thì ở trong cái khối bếp như thế này mình cảm thấy vui lòng. Và được vui hơn nữa là chia sẻ cho cô bác quý anh chị. Kìa, bắt đầu chị Liên lặt dao kìa. Đó, chị Liên với lại bé Tuyết lặt dao. Ở bên đây thì có đường một ngọt nước mắm rồi luôn. Đây này có sẵn. Trời ơi, cái không khí gì đâu mà chia sẻ, nói thiệt luôn á. Mấy anh em mà chia sẻ cái nước phim này cảm thấy vui lắm, cô bác quý anh chị. Một cái không gian bếp ngoài trời tự phát nho nhỏ nhưng mà nó đầy ắp tình người, tình yêu thương và thậm chí là cả tình làng nghĩa xóm ở đây nữa. Đứng xa xa ra thì thấy hai cái bếp lò và khói nó nghi ngút lên thì nhớ về cái không gian về ở thập niên 90 ha em. Dạ. Trời ơi. Ở bên kia là nồi thịt kho tàu chín chưa? Gần sắp chín rồi đó. Chưa đâu. Cũng gần rồi. Ở bên đây là hộp vịt người ta luộc xong rồi đó. Đó là cái cách nói của người miền Tây á. Người miền Tây thường nói cái nầu bên kia chín chưa, có những nầu cơm bên đây khét luôn vợ, mất lửa ra. Có dễ thương không cô bán anh chị thấy đây, đây là đem vô đó tự nhiên, tự nhiên cái cảm thấy vui lắm. Nó đem đó anh Đồng thấy vui không? Vui. Anh đem đó nè chị Trinh vô đây chị. Chị Trinh là bà xã của anh Tâm, có một cái kênh YouTube ở ngay tại Trà Vinh, đó là Quỳnh Tâm TV. Anh cũng chỉ mới làm đây thôi, anh cũng thích làm cái công việc thiện nguyện á. Cô bác anh chị cũng có thể qua bên đó để mà ủng hộ. Chị Trinh thì sáng nay là xuất ra hai cái nồi, đúng không? Ba cái nồi đúng không? Rồi chiều nay là tự trà luôn nha. Hay sao? Chị Trinh. nấu xong rồi cái nồi nó đen rồi sao? Trà rửa. Cái này là thiếu cái ấy rồi. Hả? Thiếu cái đồ ấy á. À, cái dòng chảo ngoài hả? Cái chảo trong lọ nồi á. Không có thình lình vậy mình đâu có con. À, đâu có. Có sao có cái đây cái nồi còn không có. Thì cái mình nấu rồi mình chùi cho sạch sẽ. Chứ sao giờ nấu rồi chùi. Ở bên đây sáng nay á thì Bùi Hồ với anh Một Đồng đi chợ thì có mua rau lan. Rau lan thì luộc với lại đậu bắp. Đó, ở bên đây có chú cún nữa nè. Chú cún này cũng dễ thương lắm. Đó, nó hiền khô à. Chú cún này to đùng luôn. Rau lan với đậu bắp thì mình luộc ha. Rồi rau kia thì mình ăn sống hoặc là bắp gỏi gì đó. Rau muống bắp gỏi đi ha chị Liên. Sớm nghe Tiết nói là bất ngờ thấy cái nồi thịt khổng lồ luôn. Tiết, bữa nay được ăn thịt sao nói nghe ơi. Vui. Để ăn thịt. Dạ. Lát nữa con đi ra ngoài mà ba lấy chén, lấy đũa. Ủa lấy cái gỗ nữa đi. Ra ngoài lấy chén, lấy đũa vô. Trời ơi, nhìn thấy cái khó bếp tự nhiên cái mình ấm lại luôn á. Vui nhất là những cái hình ảnh như thế này, cũng như là cái hoàn cảnh của Út ở đây là không có đầy đủ đó cả nhà. Cũng như là nồi thì được chị Trinh hỗ trợ, thì rổ bọng này nọ nữa nè, rồi chén. Lát đi ra ngoài cô lấy. Hỗ trợ chén. Lát đi ra. Ủa rồi sáng nay là ở đâu mà có gạo Tuyết? Dạ. Gạo đâu có? Dạ, nhiều không? Còn nhiều không? Còn nãy chị cô Liên xúc còn ít sạch ra. Vậy là sáng nay là cô Út ở đây là hùng gạo, các anh thợ thì hùng thịt với hùng rau, chị Trinh thì hùng ba cái nồi, rồi cô ba thì hùng chén, dạ con thì với anh Đồng hùng công đi mua, còn cái chị Liên thì hùng lật rau. Ở ngoài nhà mình ngoài có giá bự bự mà nãy không có sách vô. Cái này là cái nồi này gạo nở đầy nồi không chị Liên? 15 lon này thì đầy nồi đó, vừa đầy chứ không đầy không đâu. Nó vừa đầy đây. Rau lan này ở đây là ăn thấy ngon cô bà. Ngon. Còn thấy hồi sáng này rau lan có hai loại là rau lan trắng với lại rau lan đen.
Cái này là con biết không, người ta không có xịt thuốc, người ta chỉ trồng phân bình thường, mình ăn nó không có bệnh. Dạ. Cái này ăn không có bệnh. Rau lan trắng là nó trồng ở trong mát đó cô à. Còn rau lan đen là trồng ở ngoài nắng á. Nó có hai giống à. Ồ vậy hả, con tưởng đâu là đi nắng nhiều ở ngoài nắng nhiều mới đen. Nó cách vào đây thật. Cái này là lá cách ăn sống, để chấm sống đó cô à. Mình không lạc cái rửa để đại vậy hả? Lật 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 thì lật đi, lật cái rửa luôn. Thôi vậy hồi gặp kia. Cái này lật bỏ bên rổ này. Hồi cái rồi chấm. Bây giờ đám tiệc ở miền Tây cũng đa số là đặt những cái người ta đặt tiệc sẵn á, đặt bàn sẵn, ba bàn, năm bàn người ta cũng làm sẵn. Thì là nữ cái không khí miền Tây ở thời điểm hiện tại á, nó cũng hiếm gặp được cái những cái cảnh như thế này. Những cái cảnh mà các bà cụ ngồi với nhau để mà gói bánh nè, các cụ ngồi với nhau để mà nói chuyện rồi bầm thịt đồ á. Sáng 3 giờ, 4 giờ dậy đứt dậy bầm thịt rồi làm này làm kia á. Thấy vui lắm, tiếng thớt, tiếng làm này làm kia thấy vui hả cô ba? Hồi xưa đó là cũng cách nay mấy năm rồi làm vậy không á. Có bây giờ bày đặt đặt mâm đồ nấu thôi chứ còn cỡ tuổi gì ba rồi đó. Xúm lại bầm nấu gói bánh gói trái rồi làm đăng xăng rồi mới có bây giờ mấy là bài nấu mâm nấu đồ rồi mấy người già giờ hơi bớt công chuyện đó. Chứ còn hồi xưa là làm chuyện mấy bà già làm. Nhưng mà làm gì cô ba thấy cực không? Không. Yeah, mà vui đúng không? Vui. Hồi đó cô cực lắm đó con. Cô có 15 tuổi là thắt đi gia đình rồi. Cô lại cái nhớ lại cái cũ. Dạ. Giờ thấy vậy nè. Thấy vui. Nhưng mà cô ba thích cái không gian bếp nấu nấu kiểu kiểu như này không? Thích. Cô thích á, bây giờ cũng vẫn nhà cô ngoài cũng vẫn còn bếp củi đồ nấu vậy á. Dạ hả? Không có bỏ qua đâu. Bây giờ sáng cô cũng nấu ngoài rồi đó. Sắc thuốc đồ cũng nấu củi rồi vậy rồi nè. Làm gì làm cô cũng giữ cái thông tục hồi xưa giờ còn hoài. Cô ít có xài bếp ga cũng nấu củi. Thấy vui. Các anh thợ thì làm đùng thì nấu nướng này nọ. Đó. Khói vui ha. Mấy em anh Đồng là... nói em nghe cái cảm giác nó dữ quá. Cái anh thợ thì là anh làm đung thật ra cái anh thợ làm nhẹ nhẹ tí xíu đi chứ anh như cô ba đây cười gom gã, cái anh thợ kia là hì hục làm ha. Anh Đồng anh nói là làm nghe đung nhớ chiến tranh. Cái đó là tiếng của người miền Tây á cả nhà. Khách sạn đây rồi hả? Cái đó con đừng để sôi thè nè, nở quá sơ cho nó đều rồi chắc nước. Cái này là nấu chắc nước hay là chắc nước lồi con. Nước chị Liên? Chắc nước á. Nấu chắc nước. Nấu chắc nước hả? Ừ. Sơ nó con. Sơ trước nó đi. Tại gạo này nãy không biết gạo dẻo hay gạo không dẻo. Nếu gạo dẻo là nãy mình bắt nước sôi lên do để vô. Còn gạo này không biết, dẻo, này... dẻo không? Đổ nước vừa được rồi, vừa là ăn vừa. Không, nếu dẻo thì nãy bắt nước sôi để biết lên. Nấu không? Nấu 15 lít kìa, 15 lon kìa biết không? Dạ không. Có chừng để đại dưới đất chắc đi. Dạ. Để đại đất đi. À. Đè đè nắp hũ của Liên. Lấy nước cơm là húp hay gì? lấy cái ngày dạ xưa là rất là nhiều người mà tuổi như anh Đồng hay là Bùi Hồ trở lên á. Sống lớn lên cũng là nhờ nước cơm á. tại đâu có mua sữa giống như bây giờ đâu. Hồi đó quậy nước cơm đó con, với đâu có được rừng cát, quậy đường mía đó. Dạ. Rồi cho em bé đồ uống nước cơm nè, quậy đường mía cho uống. Hồi nữa khảo cái đít nồi ra thì để có chuyện là khác. Gạo này hơi dẻo nè, ta thấy sôi rồi ta biết là dẻo. Tính giờ cô ba có vô bên trong căn nhà tham quan chưa cô ba? Có, nãy cô vô cô khen quá trời. Mấy ông thợ này cắt sao cô ba? Thấy làm khéo hen, cô thấy làm cái chỗ nhà bếp rồi chỗ cái phòng rồi cái cửa nhà tắm. Nãy cô vô cô khen, cô nói cắt cái nhà này cậu mà 150 triệu mà. Cô theo cô nghĩ á, tại vì ở ngoài cũng có làm đó. Cô nói cái em đó nói cũng khoảng 100 mấy đó cô, tại vì cô thấy cột rồi cây bự không mấy cột đó, cô vô cô rờ từ cây nó thấy rồi làm phòng rồi ngon, làm nhà tắm rồi có chỗ nấu cơm rồi cô nhìn thấy đóng làm không ở trên nữa. Rồi nhà này tốt quá, mạnh thường quân rồi giúp đỡ gì cô thấy
nhiệt tình hết sức cả đời Út. Xong rồi đó, nó không dễ gì nó được vậy. Mấy anh thợ này cắt gì là chết anh em con. Cắt gì nhanh quá không chia sẻ kịp cho cô bác với anh chị xem. Cái đó là nói chơi của các anh em với nhau thôi. Chứ thật ra là các anh thợ cũng đường xá xa xôi. Các anh làm từ 6 giờ rưỡi, 6 giờ sáng là làm cho đến là 6-7 giờ tối luôn. Và tranh thủ sáng rất sớm lắm. Nên thằng nữ là các anh nói là đường xa. Và cũng thông tin với cô bác với anh chị là hôm tối á, thì khi mà được sự ủng hộ của bà Xuyến ở Mỹ á, thì các anh em có ngồi với nhau, nói chuyện với nhau thì mới biết được rằng anh Vũ ảnh phải bỏ một cái công trình anh nhận. Tại vì ngày 19 âm lịch này là khởi dựng nhà, và anh Vũ anh bỏ ở công trình đó ở Đồng Tháp luôn, không nhận luôn. Rồi xuống đây để hỗ trợ làm công tác thiện nguyện như thế này. Anh Vũ thợ sát với cô bác của anh chị. Và cái bữa cơm này là cũng có sự chung tay ủng hộ của anh Vũ, chị Thùy cũng như là anh Hải, tấm lòng của các anh em là người Đồng Tháp xuống đây. Một bữa xích đường nấu cơm như thế này để mà ngồi một bữa cơm có thịt cho các bé. Cái thứ hai là chung vui cái không khí gia đình như thế này, cảm thấy nó ấm cúng hơn. Đúng không anh Một Đồng? Nghiêng xong qua dòng bên vậy là nghiêng dữ lắm, mới bắt gặp được những cái hình ảnh mà những cái kỷ niệm mà ngày xưa nè còn lại. Ở đây là nó gần như là hoàn toàn là nó không có cái nào mà công nghiệp vô đây, chỉ trừ những cái gỗ được làm bằng nhựa thôi. Ngày xưa những cái gỗ á được đan tre, đan tre nữa là gần như ở đây là hoàn toàn là thời thập niên 90 hết đúng không? Nghiêng ra, cạo đất nghiêng cái nồi ra. Đó, cô ba chỉ đạo nấu cơm đó, khét mà mắng giống cô ba. Cái bếp nó bể luôn rồi. Trời ơi. Ồ vậy hả? Dạ, nó bị chia hết lên nữa. Bây giờ người ta kiếm mua cái lò như thế này hình như là 10 triệu một cái. Lấy hai cục gạch nữa thôi. Được không? Lấy hai cục gạch tôm. Để nấu sạc ra nồi luôn nè. Đem nồi thịt heo qua đó mới lại sạc luôn mà không có ăn luôn. Vậy hả? Sạc là đổ cái nồi luôn. Trời ơi trời, nấu cơm mà cũng bị sự cố nữa. Bị cái này ngốt. Lấy cái cây đóng vô. Cái này ngốt ai cho nó rinh về. Của mẹ. Đâu không biết nè. Cái nồi này ba đời đó hả? Đời ông ngoại người tới đời mẹ con tới đời con luôn hả? Chắc ba đời rồi. À bây giờ lấy cái cây đóng lại đúng không? Khổ sợ. Trời ơi trời. Rồi đóng xuống. Phải hồi nãy mà lấy cái nồi nhỏ cái nồi thịt heo nó tiêu rồi trời. Giờ mới phát hiện. Đúng rồi. Hồi nãy mình không có giòn. Hồi nãy không có giòn. Nãy không có giòn. Chị Liên ơi, đóng xéo xéo lại, đóng vậy nó cũng như không đóng vậy. Kiếm cái cây cứng cứng đi nè. Kiếm cái cây cứng cứng này tiếc. Trời ơi. mai ông đổ nồi thịt heo. Đổ nồi thịt heo chắc đổ nợ luôn á. Cái đó em cầm đi để anh hỗ trợ dạ. cái bếp để đổ ngay là mấy anh em chiều nay không có gì ăn. Kìa. Cái dưới. Đưa cho anh đây đóng. Trời, nãy giờ đâu có coi. Chú Đồng ra tay trợ giúp. Nãy giờ đâu coi đâu. Thiệt mà tháp mấy miếng luôn. Trời ơi. Rồi đem nồi thịt heo qua đó mấy là tiêu rồi. Làm cái chỗ chỗ vô anh Đồng. Ok. Chắc chưa anh Đồng? Cái chỗ đó chắc chưa? Vậy. Đóng xuống đi. Các anh không cần đóng. Tại vì nó sạc là nó sạc là nó sạc ra, còn cái cây này nó trở ngược lại. Các anh thợ mà không có cơm ăn á là em nói anh. Cho anh Đồng nha. Cho đúng rồi. Rồi. Cứng rồi. Chị mới gấp rồi. Không cứng rồi. Cứng rồi chị. Trời ơi là trời, anh Đồng ơi là anh Đồng, anh làm gì chết em rồi. vui quá luôn. Để nấu cơm thấy nó cũng vui vui. Bỏ thôi cắt vậy tí rồi. Ừ, không bỏ. Bỏ gỏi thì bỏ cái lá ra. Vậy mà tính đâu được, nãy giờ làm cái gì vậy trời. Dạ. Thì thôi bóp. Cũng được. Bỏ ra sao bỏ thôi về. Ngoài về. Coi tường ôm củi hả con?
Rồi thôi thì bây giờ chắc có lẽ là Bùi Hồ xin kết thúc video clip một trong những cái khung cảnh cơ thập niên 90 ngay tại nhà của bà cụ ở đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Con bóng nó dập hết.